Hello các bạn, chào mừng các bạn trở lại kênh YouTube của mình. Hello everyone, welcome back to my channel. Today I take my wife out for shopping. Hôm nay mình dắt bà xã mình đi mua sắm nè các bạn. Xin mời các bạn theo mình nhé. Bà xã mình đang xem bóp nè các bạn. Bóp này ở tiệm Tory Burch. Mùa xuân đến, tiệm này về rất là nhiều hàng mới và đầy đủ các màu, rất là đẹp và giá cả rất là mềm. Đó, các bạn thấy không, màu hồng, màu đen, màu gray, nhiều đủ màu hết, không biết lựa thứ nào. Các bạn thấy bóp màu nào đẹp cho mình biết nhé. Còn đây là cái tiệm bóp Katie Spade nè các bạn. Mặt hàng cũng có rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nhớ đăng ký và ủng hộ mình nhé. Thank you, bye bye.